Alo, vâng, trận đấu đầu tiên trong C đấu thứ tư. Vâng, C đấu thứ tư, tỷ số về C đang là 2-1 nghiêng về cặp đôi Nô 1 và Hồng Anh. Vâng, liên tục là những tổng tỷ số bây giờ đang là bao nhiêu nhỉ? Vâng, toàn 3-1 thôi. Chả có những em này đề, vâng, đề sẽ có số 3 và số 1. Vâng, 3 C đấu liên tục toàn là 3-1. Rất hay. Vâng, C đấu đầu tiên thì Hồng Anh và Nô 1 thắng với tỷ số 3-1. C đấu thứ hai thì lại thua với tỷ số 1-3. C đấu thứ ba thắng ngược lại 3-1. Vâng, rất hay. Vâng, trận đấu là C đấu thứ tư này mà lại 3-1 nữa thì buồn cười. Bên đội bạn là có Hit, có Baby, còn bên mình là có Mark và có cái gì đấy cho Son. Quân bên mình là cũng cửa dưới một tí, vẫn cửa dưới hơn tương đối, nhưng ôm chết được Hit và sau đó thì Mark cân 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 tẻm là được. Ồ, quả phụ đây rồi. Sao lại một con hươu lộc ở đâu về vậy? À không, bé đá từ rất xa về, cái bầy hươu rất xấu của em thủ một vẫn đang cố gắng đưa nó về. À, chỗ này thêm một con hươu nữa, rất bướng, không ra, bằng rút mãi không ra, thọc đấm vào đít, thúc vào đít và nó vẫn không chậm chạy ra khỏi cái bãi rừng này. Hồng Anh đang lùa được bầy hươu 6 về, chết tại nhà chính tương đối đẹp, hy vọng là đồ ăn đủ dành cho em. Và một bài Maxe mà đủ khỏe thì nó chả xóa bất cứ một loại quân gì, kể cả Hit. Quay trở lại với trận yếu này thì bài ứng thủ Hồng Anh, vâng, hai bầy hươu em đang muốn đá bầy hươu phụ, vâng, chập một, vâng, đang muốn chập một cái bầy hươu này, hai con sư tử. Ô, có một con voi nữa, thế thì đồ cũng tương đối ổn, này 26 dân. Nô 1 23 dân, hình như kích đời rồi, kích được 70% được cơ. Vâng, bài ứng thủ nô 1 là tương đối chim sẻ và game thủ bầu quýt ở chỗ nào. Dâng lờ, vâng, dâng lờ rồi. Nóng lờ tương đối cao dành thủ nó một điểm số của Hồng Anh với người đang có nhất bản đồ. Bên bạn chả có nhẽ không ai lên đời. Một mình kiếm thủ nó một lên đời thôi. Không, Sẻ cũng lên đời rồi. Sẻ là người cầm Babylon nhưng cũng lên đời rồi thì phải. Một bài kích đầu 10, 10 không mấy. Kích 10 không 4 với 23 nông dân cho Son. Vâng, khả năng ép đời thủ nó một thực sự là kinh khủng. Vâng, một cái bài mà chỉ có một bầy hươu, một con hươu thì phải. Một con hươu lùa về và toàn bộ đã ăn ở S thôi mà em có thể đã đóng vâng ép đời ở 10 phút không 10 10 phút không ít. Khiếp thật. Đây là vâng Hồng Anh lại bỏ đánh cung A thì lại vui. Lực lượng tương đối khi bây giờ nó còn một con voi còn nguyên. Nó một đẩy giò đi. Ăn bãi vàng từ giữa bản đồ này thì khả năng là ấm khi mà nó sẽ chống lại được những tuần đầu tiên rồi bạn dò không thấy. Gặp ngay sẻ rồi. Vâng, hai người lên sớm nhất bản đồ gặp nhau. Ai sẽ người đánh được ai? Ai sẽ người tạo ra lợi thế trước ai đây? Liệu game thủ nô một có nâng công thủ không? Hay chỉ nâng một cái thủ cho con dò thôi? Ồ, con dò game thủ nô một đã có công có thủ. Triển thôi. Không, có triển được không? Sẻ đang phải chạy. Công phu điên đảo. Vâng, quyết định là 2L trâu chém để có thể đấu lại được Babylon của tụi chim sẻ. Chim sẻ là một bài đánh 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 chém tủ phù. Ép đời sẻ cũng lên đời rồi, không hề vớ vẩn một chút nào cả.
Đây là mà những thủ cầm hít đi bầu quýt. Vâng, bắt đầu thả chém sang đây rồi. Vâng, toàn bộ chiến trường sẽ được đánh nhau bên nhà bầu quýt. Ôi rồi trả vào ngay đây. Hay quá hay dành thủ bầu nó một. Không bị bắt mất cái giò rồi. Mẹ ra vào khó thì nó cụi làm gì được. Đây là bài bầu quýt. Quýt này, quýt này. Ồ, kia vào 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 không vào, vẫn ở. Vẫn ở em ơi, tuyệt vời. Ồ, quýt chưa lên. Tôi chết rồi. À may quá là có bánh xe để ý cái tên tên chạy dần. Bầu quýt đang yếu hơn rất nhiều so với thủ Hồng Anh. Hồng Anh phải là người khỏe. Vẫn chưa có bánh xe kìa. Vâng, quýt vẫn chưa có bánh xe trong trận đấu này luôn. Ô lo được một tên vào ruộng nữa. Vâng, quýt chết chặt rồi. Quýt đã chết rất nhiều dân trong trận đấu này rồi. Quá hay. Nó một đang chém rất tốt. Bây giờ là bơm đồ ngược lại cho game thủ Hồng Anh nữa. Hồng Anh đánh cái gì? Một này đánh chém rồi. 29 chứ 52 của anh chém. Của anh chém và Châu Y ở nhà ra. Những con Y Max C. Nó một đục thêm một tuần nữa. Muốn đục thêm một tuần nữa vào nhà game thủ màu 7. Nhưng không đục được. Nó xa chạy sang nhà xẻ. Bây giờ xẻ sẽ có phù thủy. Chạy sang nhà xẻ kiểu gì cũng xẻ có phù thủy luôn. Làm cái móng không được. Hồng Anh 32-60 bắt đầu đâng. Những con y chưa đồng 3 bây giờ mà có một vài con chém thì tươi. Thế luôn bây giờ chỉ còn có hai con chém thôi. Thì hít mất nhà luôn. Đúng rồi. Thế thì hít mất nhà rồi. Chắc chắn hít mất nhà chưa đồng 3 rồi. Y chưa đồng 3 thì nó cũng chả xoắn mấy con cung giờ hít. Một vài con cung giờ hít đâu. Vâng, một khi y Maxe chảy nhiều thì những con cung đờ hít chưa tụ được, không có ý trong không có ý nghĩa gì cả. Chém của nó một đâu để ý ốp à đi đã. Nhà vẫn còn được 5-6 con cung R. Vâng, của ý T thì nó rỉa những con y Maxe rất rát. Bây giờ thì kiếm thủ nó một phải là người lao vào chém. Không chém. 17. Xẻ đệ đây. Xẻ đệ vẫn đang rất khỏe với cái bài cầm Minoa Babylon của mình. Vâng, ăn thêm bãi quả nữa thì rất khỏe game thủ nó một luôn. Bùng cái hốc này chưa? Vâng, liệu game thủ hai game thủ này có thổi bay được cái hốc của màu 7 không? 34, Hồng Anh vẫn đang rất khỏe với bài cầm Max C của mình. Bây giờ thì chém nhau lên đi. Vâng, toàn bộ lạc đà thì hãy để cho những con y do Hồng Anh xử lý. Còn chém của game thủ nó một phải là người đi chém cung R hit. Vâng, hit của em thủ màu 7. Cam Quýt cũng đã bắt đầu tích được cung R rồi. Bắt đầu tích được khoảng gần chục con cung R hit rồi. Vâng, đã tốt ra 2 tân cung 8 con. Tích được mà để người ta tích được khoảng 3 tân cung thì mệt. Người ta rỉa y thì thật sự là khó chịu. No 1 chỉ là 11 thôi. Có quấy được gì vào nhà chim sẻ không? Tham lai, cân chặt. Bên đội bạn thì màu 1 chim sẻ to. Yếu bé hơn game thủ Hồng Anh tí xíu. Vâng, Hồng Anh là 35, một bài châu y. Nhưng mà phải có chém đảo. Vâng, phải có chém đảo là phải có chém để có thể hút đam và tăng sát thương thì không được, thì tốt hơn so với bài châu y thế này sẽ bị con cung đờ hit. Vâng, tầm 20 con cung đờ hit người ta rỉa thì rất mệt. Vâng, khó rồi. Tham đè. Quý thôi. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 4. À, trận đấu thứ 5 thì phải. Vâng, trận đấu là trận đấu thứ 5. À đâu, trận đấu thứ 4 trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Một trận đấu mà nếu mà game thủ Hồng Anh đánh 2L như nó một bảo thì khả năng còn được. Đi vào hit gắt hơn thì tươi, sau đó thủ y sao cũng được.
nó không không tác động vào Hiti lúc thời điểm ban đầu. Hiti tụ được quần thì thực sự là đau đầu.